Đai chạy bộ các bạn sẽ lựa chọn một cái đai chạy bộ dựa theo giá tiền của sản phẩm, hay chất lượng của sản phẩm, hay cái hiệu năng của sản phẩm. Mình thì mình khoái cái hiệu năng của sản phẩm hơn. Và đây là cái đai chạy bộ Tùng ưa thích nhất các bạn nhé. Tí mình sẽ show cho các bạn cái hiệu năng của nó. Và đây là cái bit tù tội, vì cái bit này năm ngoái mình chạy, năm nay có anh bạn thân của mình quay đúng cái bit này, nên gọi vui là cái bit tù tội. Với một hành trình như này, bạn đã đủ đi chạy trêu. Rất đơn giản, Tùng quay cho các bạn xem. Một cái bit, một bộ gậy chạy trêu, một điện thoại và một bình nước. Còn rất nhiều chỗ, ví dụ như đây, giúp các bạn có thể đút ghen và muối. Còn nếu các bạn chạy doát, nó còn đơn giản hơn rất nhiều. Chiếc đai này có thể ném cả bầu trời của các bạn vào đấy. Tạm tháo cái bit ra các bạn nhé. Một cái bit ưa ngắm cảnh thì thêm cái điện thoại to đùng ngã ngửa, hàng lót các bạn nhé, để trước để sau. Và một bình nước các bạn cũng có thể để sau. Các bạn sẽ có một câu hỏi về cái độ sộc sạch lặc sặc của nó khi chạy và khi các bạn đeo theo bình nước hoặc gậy chạy trêu. Thì Tùng đã test ở một quãng đường là doát là 42 km, và cái pace nhanh nhất mình đã test tương đương với là pay 4.21. Còn kể cả những bài vồ mình vẫn đeo bình nước bình thường. Còn ở chạy trêu thì mình đã test với một quãng đường là 70 km ở Mẫu Sơn. Chiếc đai này hoàn toàn đáp ứng được. Cái khoái và cái khoái nữa chính là khi các bạn chạy bộ giảm cân thì các bạn có thể khâu vào nó vào như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Tiết kiệm. Và nó chỉ có hơn 100.000 thôi. Đây là cái sự mà mình thích nhất ở cái đai chạy bộ này. Test thử cho các bạn xem nó có lặc sặc với một cái điện thoại và một cái bình nước 500ml không con nhé. Cái này thì hơi khó vì chân mình hơi có cảm giác, nên mình sẽ không để nhiệt cao. Đấy, các bạn thấy chưa? Thoải mái.